Dragonite. Mặc dù bề ngoài to bự, nhưng Dragonite có thể bay với vận tốc còn nhanh hơn cả âm thanh. Với vận tốc 2.505 km/h, chú rồng này có thể bay vòng quanh địa cầu chỉ với 16 tiếng. Dragonite hiền lành và rất có ích. Mỗi lần bay qua những đại dương lớn, chú thường cứu giúp những nạn nhân đang cầu cứu hoặc đẩy những chiếc thuyền lạc cập bến. Nhưng chớ có dại mà xâm phạm địa bàn và phá hủy chỗ sinh sống của Dragonite, chúng sẽ nổi điên và sức mạnh hủy diệt của loài rồng này không có gì là ngăn cản nổi. Chốt lại thì Dragonite thuộc hệ rồng, sức tấn công khỏe, máu khỏe, skin hệ rồng khó bị counter. Nếu tìm được khu farm Dratini thì kiếm rất dễ, còn không thì phải khá lâu mới có được chú rồng này. 27. I thought he was supposed to run and done. Yo, my shit's super red, son. Yeah, I know. Is that gonna be it? Nope. Are you playing for Mike? Okay. Oh, two great tosses in a row. Come on. One, two. No! Oh, I got it! I got it! Woo! Oh. How do I not get a great 22 toss? Three great tosses in a row. I got one more ultra ball. Got him. Come on, oh no. I wish mine was used. I got one more, come on. Great toss. Yo, son! What level you at? What level? 25. Yeah, you got a 27. Oh, I'm not gonna get it, dude. I got no ultra balls. Really? You got 27k? Yeah. Yo, you lit. You still 30. Fuck! Dude, great balls, bro. Great balls. Dude, last time I threw a great ball and he ran on me. Oh no. You hit him with a Pokeball? I hit him with a Pokeball the first one. I got a terrible feeling about this. Me too. Oh, he's gonna run. Oh my god, I'm shaking. I'm throwing bad. I'm throwing real bad. Oh, I'm shaking. I'm gonna lose him right now. Oh my god. Yo, mine's a fucking beast. Mine's unreal. Yeah. How is that not a great fucking toss? Mine's unreal. How is that not a great toss? Right in his fucking face. Got him, motherfucker! Oh my god, got him with the great ball! Got him! Got him with the great ball! Got him! Woo! Jesus! 27-12. Yep. 27-12. Oh my god. Mine's a 70%. Oh my god.